Vị khách tiết kiệm, lần đầu tiên thợ sửa ô tô mới gặp vị khách tiết kiệm đến mức này. Thay vì phải thường xuyên kiểm tra và thay mới phanh xe khi nó đã đến hạn, thì vị khách hàng này lại để nó mỏng đến mức độ này thì thật là đáng nể. Thế nên đừng vì tiết kiệm vài triệu mà có ngày đi bán muối.